Xem có là còn cháo vịt đi kèm nữa là dưa ở. Hello mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến với một cái món ăn, quán ăn này khá là nổi tiếng ở Sài Gòn, Việt Nam. Mọi người thấy sau lưng mình không? Đó là món bún măng vịt Thanh Đa. Thì ở đây nó sẽ có cháo vịt, rồi bún măng vịt, rồi gỗ vịt, nói chung đầy đủ đồ ăn hết. Thì nếu mà ai ở Sài Gòn và những vùng lân cận ở Sài Gòn, ở Việt Nam thì chắc chắn đều biết cái quán ăn bún măng vịt Thanh Đa này. Bây giờ mình không biết là sự khác biệt giữa bún măng vịt Thanh Đa ở Việt Nam với lại ở Mỹ như thế nào. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào bên trong ăn thử nha. Lắm người thấy không? Nó biển hiệu bún măng vịt Thanh Đa. Tựa làm chế rất là Việt Nam. Đây, nhìn giống hương vị Việt Nam. Đây mọi người, đây là cái menu nè mọi người. Bún măng vịt Thanh Đa. Nướng cây tre bên đây nữa nè, rất là phong cách Việt Nam. Đây là có khai vị, chả giò, gỏi tôm, gỏi bò, đu đủ, rất là nhiều đa dạng. Bún thì như tiêu đời của quán, bún cháo mía vịt hay gà. Những món đặc biệt đây là món bún vịt, món cháo vịt. Mình coi là bún cháo vịt là mấy cái hình. Bên đây em xem mình có là còn cháo vịt đi kèm nữa là dưa ở. Bueno.
nghe xong câu cháo vịt Thanh Đa, bây giờ mình trên đường mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp nha. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh YouTube mình nha. Nếu có ai ghé Houston thật sự thì có thể ghé qua nhà hàng cháo vịt Thanh Đa này thử thích thử cũng khá là ngon. Mình sẽ quay cái bãi lần nữa cho mọi người coi. Đây mọi người.